Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của Reagan Lương. Mình là Reagan đây. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em những thông tin mới nhất của mùa Royal Pass thứ 15. Đó, đúng là sự thật. Tại vì mùa Royal Pass thứ 14 chưa có đi tới đâu hết thì những thông tin mới nhất của mùa 15 đã xuất hiện rồi. Ok, bây giờ không mất thời gian của anh em nữa, mình bắt đầu video luôn nha. Ok, let's go. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với phần thưởng ở bạc vàng, đó là một bộ outfit với màu chủ đạo là màu vàng đen. Đó, bộ đồ mình thấy khá là ngầu, đẹp hơn nhiều so với những cái outfit gần đây như là mùa 12, 13, 14 toàn là đồ sàm sàm gì đó không. Với cái áo dài nè cũng như là một vài điểm nhấn màu đỏ trên cái áo mình thấy khá là đẹp. Bộ đồ này mọi người sẽ nhận được khi mà chơi 5 trận ở bạc vàng sẽ nhận được nó. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần thưởng ở bạc Platinum là bạc bạch kim đó, đó là một cái mặt nạ. Cái mặt nạ này cũng khá là đẹp luôn, rất là đẹp. Đó, mọi người thấy mặt nạ có hai cái sừng nè. Mặt nạ này cũng như là mặt nạ quỷ, nó có 4-5 cái nanh gì ở dưới này, rất là ngầu luôn. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần thưởng của bạc kim cương. Đó là một cái skin súng mà hiếm khi PUBG Mobile cho free chúng ta lắm. Đó là một cây SKS. Đó, cái SKS này theo cái chủ đạo của mùa 15 này đó là màu vàng đen. Đó, anh em thấy trên súng thì có hoa văn trắng đỏ nè. Còn cái băng đạn thì bắt đầu màu vàng. Tay cầm các thứ có những cái sọc đen khá là bắt mắt. Một cái vật phẩm tiếp theo chúng ta sẽ có ở bậc S, có nghĩa là bậc quán quân á. Đó là một cây dù có in hình S15 hoặc là S14 gì đó tùy theo cái season. Và ở bậc chí tôn chúng ta sẽ có một cái khung hình như thường lệ để S15 đó. Và đó là những cái phần thưởng mà ở từng bậc rank nhất định mọi người sẽ nhận được. Và một cái thông tin tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái bản new beta mới là bản thử nghiệm, đó là Eagle 2.0. Nhiều khả năng trong cái bản season 15 chúng ta sẽ được chơi cái Eagle 2.0 này. Ok, bây giờ cùng mình xem cái trailer về cái Eagle 2.0 nha. Ok, và đó tất cả những gì mới nhất về season 15 mình có thể chia sẻ với mọi người. Thì video của mình sẽ kết thúc tại đây. Nếu mọi người thích video này hay, vui, có ích, quên để lại cho mình một like và đăng ký kênh YouTube của mình nha, để xem thêm nhiều video về PUBG Mobile nữa. Cảm ơn mọi người đã xem video. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye.